Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc đến một chủ đề, đó là viêm ngứa âm đạo. Vậy thì viêm ngứa âm đạo là gì? Nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách điều trị của căn bệnh này như thế nào? Thì để giải đáp cho tất cả những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay dược sĩ Đinh Thanh Huyền, là chuyên gia trong lĩnh vực phụ khoa ở nữ giới, sẽ giúp quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Xin chào dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Vâng, xin chào Vân và xin kính chào quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên mà Lê Vân muốn dành cho dược sĩ Đinh Thanh Huyền, đó là viêm ngứa âm đạo được hiểu là như thế nào ạ? Ngứa âm đạo là tình trạng mà mình có thể cảm nhận rất là rõ. Đó chính là chúng ta sẽ cảm giác thấy ngứa tại vị trí âm đạo, âm hộ ở bên ngoài. Đó thì gây ra tình trạng ngứa. Và nhiều khi thì chúng ta sẽ thấy là nó có thể lan ra những cái khu vực bên cạnh. Có thể lan ra khu vực vùng bẹn hoặc là vùng hông. Nếu mà tình trạng đấy ngứa diễn ra rất là lâu dài mà mình không để ý, thì chúng ta sẽ thấy là đỏ tấy rát tại những cái khu vực nó mới lây lan ra. Và cảm giác ngứa này thì cực kỳ khó chịu. Tại vì với chị em phụ nữ chúng ta, đúng không ạ, chúng ta rất là quan tâm đến nếu mà mình tự tin, đúng không, mình có một cơ thể khỏe mạnh, mình tự tin thì mình sẽ có một cái phong thái nó khác. Tuy nhiên nếu mà mình bị ngứa, lúc nào mình cũng để ý là thôi chết rồi, phía dưới nó đang bị ngứa quá, thì như vậy mình sẽ không còn tự tin nữa trong quá trình giao tiếp hàng ngày và trong cả đời sống của mình nữa. Vâng, thưa dược sĩ, vậy thì nguyên nhân dẫn đến viêm ngứa âm đạo là gì? Và những cái thói quen ăn uống sinh hoạt nào thì sẽ dẫn đến cái căn bệnh này ạ? Hiện nay thì có rất nhiều nguyên nhân mà có thể gây ra cái tình trạng mà ngứa âm đạo. Tại vì ngứa âm đạo nó là một biểu hiện rất phổ biến của rất nhiều những cái căn bệnh. Thì tôi sẽ liệt kê dưới đây những cái nguyên nhân chủ yếu mà chị em có thể gặp phải, để chị em xem là trong những nguyên nhân đó thì chị em đang trong bị là cái nguyên nhân gì gây ra tình trạng ngứa. Thì đầu tiên là sẽ là ngứa âm đạo là do nhiễm nấm candida. Đó, nấm candida này là một loại nấm mà nó khu trú bên trong âm hộ âm đạo. Nó khu trú tại những cái nơi mà tiết dịch. Đó, và đặc biệt là âm hộ âm đạo chúng ta là luôn có những cái dịch là dịch tiết âm hộ âm đạo ở bên trong để duy trì độ ẩm và kháng khuẩn tự nhiên. Chính vậy mà nấm candida nó sẽ khu trú trong khu vực này. Và tuy nhiên trong những cái điều kiện mà thuận lợi để cho nó phát triển thì nó sẽ bùng phát với số lượng rất là lớn và sẽ gây ra tình trạng là nhiễm nấm candida, và cơ thể chúng ta sẽ thấy rất là ngứa ngáy, rất là khó chịu tại khu vực này. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai mà chị em có thể gặp phải đó chính là khi mà chúng ta bị kích ứng với những cái thành phần hóa chất. Ví dụ như chúng ta dùng loại bột giặt không phù hợp. Và khi mà chúng ta giặt đồ lót của chúng ta, đúng không, và chúng ta mặc vào người, thì như vậy chúng ta đang bị kích ứng với cái loại bột giặt đó, thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng là ngứa. Hoặc là chúng ta đi tắm đó, mà chúng ta cũng không phù hợp với cái loại sữa tắm đó, thì cũng có thể gây ra tình trạng là kích ứng đó, với kích ứng với những cái loại hóa chất. Thì đấy là nguyên nhân thứ hai mà có thể gây ra tình trạng là ngứa âm hộ âm đạo. Nguyên nhân thứ ba là do chúng ta có thể chúng ta đang lạm dụng, sử dụng quá nhiều là thuốc kháng sinh và thuốc tránh thai trong thời gian dài. Đó thì là một trong những cái tác dụng phụ khi mà sử dụng thời gian dài của những thuốc đó, đó chính là gây ra tình trạng là ngứa âm hộ âm đạo. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân tiếp theo mà chị em có thể gặp phải đó chính là do chúng ta trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể do mặc quần áo, có thể mặc đồ lót quá chật đó, hoặc là chúng ta sử dụng đồ lót bằng những cái chất liệu mà nó không thấm hút tốt. Đó, tại vì hiện nay thì có rất nhiều những cái chất liệu đồ lót của chúng ta, đúng không? Nó cũng đa dạng giống như chất liệu quần áo của chúng ta mặc vậy. Thì nếu chúng ta lựa chọn những cái chất liệu mà nó không hề thấm hút tốt một chút nào, thì như vậy khí nó sẽ không lưu thông tốt. Thì như vậy là khi mà chúng ta ví dụ tiết dịch chẳng hạn, thì nó sẽ ứ đọng ở bên trong, như vậy nó sẽ rất là khó thoát ra. Thì là môi trường rất là tốt để vi khuẩn có thể xâm nhập vào và gây ra tình trạng là ngứa âm hộ âm đạo. Đó. Tiếp theo là cũng là thói quen sinh hoạt, là do chúng ta vệ sinh phải nói là không sạch sẽ. Chúng ta không để ý đến quá trình vệ sinh của chúng ta, đặc biệt là trong khi mà chúng ta đến chu kỳ kinh nguyệt. Đó, chúng ta vệ sinh không sạch sẽ thì như vậy là vi khuẩn rất là dễ xâm nhập. Đó. Nguyên nhân tiếp theo, đối ngược lại, nếu chúng ta vệ sinh quá sạch sẽ thì đấy cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng là chúng ta bị ngứa. Tại vì sao ạ? Khi mà chúng ta vệ sinh quá sạch sẽ thì chúng ta đã vô tình giết đi những con vi khuẩn mà có lợi.
Vi khuẩn, tại vì bên trong môi trường ống hộ ống đạo thì có những vi khuẩn có lợi và có vi khuẩn có hại. Đó, khi mà chúng ta tẩy rửa vệ sinh ấy, thì mục đích của chúng ta là loại bỏ những cái vi khuẩn có hại đi ra và giữ lại những vi khuẩn có lợi để duy trì độ ẩm và độ cân bằng ở bên trong. Tuy nhiên là nếu chúng ta rửa quá nhiều và quá sạch, một ngày thì có khi là rửa đến 3-4 lần chẳng hạn, thì như vậy nó đã vô tình là mất đi cái lớp vi sinh vật hoặc là lớp vi khuẩn có lợi bên trong. Và như vậy là không còn cái gì bảo vệ nữa, mất đi hàng rào bảo vệ rồi thì ấm hộ ống đạo rất dễ bị nhiễm khuẩn và sẽ gây ra tình trạng là bị ngứa rát. Nguyên nhân tiếp theo mà chị em mà có thể gặp phải đó chính là do mình thói quen là không uống nước thường xuyên. Tại vì thực ra nước uống rất quan trọng. Nước uống thì cũng có vai trò rất tốt, mọi người thường nghe là có vai trò với tóc và da đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đó đến môi trường ở bên trong ống hộ ống đạo. Tại vì nó cũng phải có cần duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Chính vậy mà nếu chúng ta không bổ sung nước hợp lý và đầy đủ thì ống hộ ống đạo sẽ dẫn tình trạng bị khô. Mà khi bị khô như vậy thì là sẽ là môi trường thuận lợi để chúng ta có thể những tác nhân xấu sẽ xâm nhập vào bên trong. Đó. À, một nguyên nhân nữa mà chị em có thể gặp phải đó chính là khi mà chúng ta có thể là thụt rửa quá sâu. Đó, hoặc là có những hành động thô bạo ở bên trong chẳng hạn, thì như vậy cũng là một trong những nguyên nhân tác động mà có thể ảnh hưởng. Đó, nguyên nhân nữa mà chị em có thể thường xuyên, cái này thì tôi thấy khá là phổ biến, đó chính là chị em là trên nền cơ địa mình đã từng mắc những cái bệnh, ví dụ như là chúng ta đã từng bị bệnh viêm phần phụ này, chúng ta đã từng bị viêm nhiễm nấm từ những lần trước rồi, tiền sử chúng ta bị nhiễm rồi, thì những cái bệnh này nó rất dễ tái, rất dễ để tái phát, tái đi tái lại. Và khi mà bị tái lại thì chúng ta không để ý thì mức độ nó còn nặng hơn và biểu hiện ra ngoài thì chúng ta thường thấy là sẽ gây ra ngứa rát ống hộ ống đạo rất là nhiều. À, thưa dược sĩ, đối với những cái trường hợp nặng nhẹ khác nhau của căn bệnh viêm ngứa âm đạo thì chúng ta có những cách chữa trị như thế nào ạ? Hiện nay khi mà chúng ta bị tình trạng là ngứa âm đạo dạng nhẹ thôi, tức là chúng ta cũng mới gặp mà chúng ta thấy là mức độ thì cũng chỉ thỉnh thoảng thấy ngứa thôi, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nên lưu ý những cái nguyên nhân mà tôi đã nói lúc trước. Nếu mà mình gặp phải đúng cái nguyên nhân nào, ví dụ như là bây giờ mình đang mặc cái quần lót quá chật đi thì mình phải thay ngay sang một loại quần lót khác bằng chất liệu khác mà nó sẽ thoáng hơn. Đó chính là chúng ta phải loại bỏ những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng ngứa. Và thứ hai là hiện nay thì trong tự nhiên có rất nhiều những cái loại thảo dược mà chị em có thể dễ dàng mua về nhà để dùng. Ví dụ như hiện nay có lá trầu không này. Đó, hoặc là chúng ta có những cái loại lá trà xanh. Dùng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ra ngoài chợ mua về và rửa rất là sạch sẽ. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong một cái chậu nước nóng. Chúng ta sẽ đun giống như chúng ta khi chúng ta hãm trà ấy, hoặc là hãm nước bối ấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái loại nước đó và chúng ta sẽ tiến hành là rửa và xông hơi cái khu vực ống hộ ống đạo. Đó, rửa rất là sạch sẽ. Tại vì những cái loại lá này thì có tính chất tiệt khuẩn rất là tốt, mà rất là lành tính và tự nhiên. Tại vì khu vực đó của chúng ta rất là nhạy cảm, nên chúng ta nên sử dụng những loại mà tự nhiên thì sẽ là vừa có tác dụng, đồng thời sẽ vừa bảo vệ khu vực của chúng ta. Đó, rất là tốt. Đấy là khi mà chúng ta bị nhẹ. Còn nếu mà chúng ta đã bị nặng rồi, tức là nó đã lan sang các khu vực bên cạnh và cái mức độ ngứa của nó rất là trầm trọng, tức là lúc nào chúng ta cũng thấy là bị ngứa, lúc nào chúng ta cũng phải kiểu cố để gãi, thì như vậy là chúng ta đã đến cái mức độ nó nghiêm trọng hơn. Thì đến lúc này thì tôi khuyên các bạn nên đến các cơ sở và các bệnh viện, trung tâm uy tín để chúng ta sẽ được khám, thăm khám để từ đó phát hiện ra nguyên nhân. Từ nguyên nhân thì các bác sĩ sẽ cho chúng ta phác đồ, có thể là thuốc đặt, thuốc rửa hoặc là thuốc uống, hoặc là nặng hơn thì có thể là ngoại khoa để có thể điều trị dứt điểm và khỏi được cái bệnh này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Thưa quý vị, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ Đinh Thanh Huyền thì quý vị đã bổ sung cho mình thêm rất nhiều kiến thức xoay quanh vấn đề viêm ngứa âm đạo. Và nếu quý vị vẫn còn những băn khoăn thắc mắc vẫn chưa được giải đáp thì hãy gửi thư về địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com hoặc liên hệ đến hotline 0857 322 102 để được chúng tôi giải đáp. Còn bây giờ thì Lê Vân và dược sĩ Đinh Thanh Huyền xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.